Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách đổi thông tin. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách đổi thông tin cá nhân của email để hiển thị đúng trên các cái giao diện, ví dụ như lớp học và các cái giao diện khác. Thì đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google của mình, chính là tài khoản Gmail đấy. Sau khi đăng nhập xong thì ở phía trên bên tay phải các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng logo của tài khoản. Các bạn kích vào và chọn trong cái phần quản lý tài khoản Google của bạn. Ở trong phần này, ở một trang thông tin mới hiện ra, các bạn kích vào phần thông tin cá nhân ở bên tay trái. Ở phần phía dưới các bạn sẽ ô tên, mục tên của mình. Và các bạn sẽ gõ đúng phần tên, họ tên của mình ở trong trong phần họ, các bạn gõ là Hà Nội Cộng Hòa. Ở dưới là Hà Nội Cộng Hòa. Các bạn kích lưu. Chúng ta quay lại với chị. Và chúng ta nhìn thấy ngay tất cả họ, cái phần tên của chúng ta là Đỗ Văn Hòa. Và bây giờ trong các giao diện xuất hiện ở Gmail của mình sẽ có thể đúng tên. Vậy các bạn hãy đổi tên để xuất hiện đúng cái tên của mình trong các giao diện khác nhau. Để đảm bảo cái tính chính xác của thông tin trên lớp học. Xin chào các bạn.